Có anh em nào có ý định tìm kiếm dàn âm thanh khủng cho phòng hát karaoke để kinh doanh đắt như tôm tươi? Một dàn karaoke với đầy đủ các thiết bị âm thanh khủng, đủ sức cân cả các không gian phòng hát VIP, có diện tích lớn hơn 40m², hát cực phiêu, âm thanh cực chất, cập nhật theo xu thế để đáp ứng nhu cầu khách hàng khó tính nhất. Được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại có thể cân đủ mọi loại nhạc, từ dòng nhạc trữ tình sâu lắng hay nhạc đen sôi động, chiều lòng khách cũ, rủ thêm khách mới. Chỉ với hơn 80 triệu đồng, các chủ đầu tư phòng hát sở hữu ngay dàn karaoke với âm thanh sang trọng, đẳng cấp như sân khấu chuyên nghiệp. Tại sao không đầu tư ngay dàn karaoke Vida 8X là chìa khóa kinh doanh của các phòng hát karaoke hiện nay? Chỉ với một vài thiết bị như sau: Main E3 TX6400, bộ kiểm soát nguồn BS Audio BS10 Plus, đầu karaoke Okara M10 6TB, Mixer E3 K9800, Micro E3 V660, màn hình cảm ứng Okara 22 inch, sub E3 F115, là karaoke BS Audio UK11 Pro. Đầu karaoke Okara M10 với thiết kế vàng đồng thể hiện sự tinh tế và hiện đại, khả năng lưu trữ khổng lồ, bộ nhớ lên đến 6TB, cập nhật ngay những bài hát mới nhất và lưu về những bộ phim mà mình yêu thích nhất, đồng thời cho đến hình ảnh sắc nét Full HD. Màn hình cảm ứng karaoke 22 inch với màn hình phủ thêm một lớp chống lóa giúp chọn bài trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn, còn có tăng thêm độ sang trọng và hiện đại cho dàn karaoke. Âm thanh đa loa trở nên chất lượng hơn nhờ chiếc main cao cấp E3 TX6400 với khả năng khuếch đại công suất khủng lên đến 800W cho mỗi kênh. Với mixer E3 K9800 sở hữu khả năng chống hú rè lên tới 98% và giải tần rộng từ 10Hz cho tới 20kHz, việc xử lý âm thanh trở nên chuyên nghiệp và cho tiếng vang cực mịn, tiếng hồi cực hay. Micro bằng kim loại nguyên khối chống va đập tốt, sở hữu 200 kênh tần số, hút âm cực kỳ tốt, chống hú tự động và có thể hoạt động liên tục trong 8 giờ liền mà không bị hú rè. Loa VS Audio UK11 Pro với công suất cực đỉnh giúp loa mang đến âm thanh mạnh mẽ, bỏ tạp âm, trau chuốt chất âm, tiếng nhạc và giọng ca trở nên sắc nét. Loa xuất hơi 5 tấc với công suất 1000W cho âm bass khủng, phủ âm đầy vòng, nhạc đầy lực hơn.